VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Phòng hát của bạn có diện tích 30m² và bạn chưa tìm được một dàn karaoke nào phù hợp. Đừng lo, bởi vì VDA đã phối ghép sẵn hai dàn karaoke chuyên nghiệp dành cho phòng hát có diện tích 30m². Một dàn là dành cho những ai yêu thích chất âm nhẹ nhàng trữ tình, còn một dàn là dành cho những ai là fan cuồng của nhạc sôi động. Bạn yêu thích dòng nhạc nào? Hãy cùng VDA tìm hiểu dàn karaoke phù hợp nhé. Dàn karaoke cao cấp 30m² số 1 là cho chất âm nhẹ nhàng, trữ tình, sẽ bao gồm các thiết bị sau: 1. Đầu cara M14TB, 2. Amply BF Audio 9900A, 3. Loa BIK BGS768, 4. Là loa Bose 301 Series 5, 5. Là Mistro Bard QM990. Còn dàn karaoke cao cấp 30m² cho chất âm mạnh mẽ sôi động sẽ là các thiết bị sau: 1. Đầu karaoke M14TB, 2. Là Amply BF Audio 9900A, 3. Là loa BIK BGS768, 4. Là loa Bose 502A, 5. Là loa Super Bowl 1200 và 6. Là Micro Bird QM9900. Chắc hẳn quý vị ở đây sẽ thắc mắc rằng không biết vì sao VDA lại phối ghép những thiết bị đấy lại với nhau, và dàn karaoke 30m² số 1 sẽ khác với dàn karaoke 30m² số 2 như thế nào. Không để quý vị đợi lâu nữa, hãy cùng VDA đi tìm câu trả lời. Cara M10 là đầu karaoke sử dụng công nghệ mới nhất, cấu hình khủng với bộ xử lý quad-core cùng hệ thống CPU sử dụng chip High Silicon, trang bị tính năng tự động fit lỗi bài hát, có khả năng lưu trữ bài hát khủng lên đến hơn 100.000 bài hát MTV, hát nhạc MTV sôi động với chất lượng hình ảnh Full HD 1080p, độ ổn định cao, hoạt động trong thời gian dài, trong danh sách những âm ly công suất cao phù hợp với phòng 30m². BF Audio K9900A là model thích hợp nhất cho đầu Cara M10 về cả nhạc nền lẫn giọng hát, là âm ly kỹ thuật số cao cấp nhất hiện nay, khả năng xử lý âm thanh hỗ trợ micro hát nhẹ và trong, bảo hành chính hãng 1 năm, loa BIK BGS768 cho tiếng bass chắc khỏe và sâu, mang lại cảm giác tốt cho người nghe bởi vì nó thiên về bass, còn loa Bose 301 Series 5 cho âm thanh gọn, tiếng hát nhẹ nhàng, trong và sáng tiếng, đây là thiên về âm treble. Với đặc điểm của hai cặp loa cho âm thanh nhẹ nhàng, tiếng ca trong rõ, bass chắc khỏe thì dàn karaoke HD phòng 30m² số 1 rất phù hợp cho người trung niên thích hợp dòng nhạc nhẹ nhàng, trữ tình, ngoài ra hỗ trợ nghe nhạc rất tốt. Loa Bose 502A thể hiện âm thanh tuyệt đỉnh, chi tiết với giải tần từ 80Hz đến 16kHz. Bose 502A thiết kế cho nhạc đen sôi động, mỗi loa có 5 loa MID, còn Super Bose 1200 xứng đáng được chọn bởi rất phù hợp cho dòng nhạc đen, nhạc sôi động, tiếng bass sâu và dày hơn, micro bắt nhạc sẽ nhạy hơn, nhạc nền ra sẽ hay hơn rất nhiều. Điểm khác biệt lớn nhất của Bose QM9900 so với các micro cao cấp khác trong cùng tầm giá đó là khả năng lọc âm chuẩn, hát thật nhẹ và trong, triệt tiêu âm gió, tiếng thở của người hát, đi xa vẫn bắt sóng tốt nhờ 4 anten, hạn chế nhiều sóng điện thoại. Quý vị đã được giải đáp xứng đáng. Và nếu như quý vị yêu thích một trong hai dàn karaoke trên thì hãy đến ngay VDA để nhận được mức giá ưu đãi nhất. Với dàn karaoke thứ nhất cho chất âm nhẹ nhàng, trữ tình sẽ có giá cụ thể như sau: 1. Đầu cara M14TB có giá là 12.400.000 đồng, 2. Amply BF Audio 9900A Pro có giá 9.800.000 đồng, loa BIK BGS768 có giá 9.900.000 đồng, loa Bose 301 Series 5 có giá 8.900.000 đồng, Micro Bose QM9900 có giá 3.900.000 đồng, tổng cộng là 14.900.000 đồng. Còn đối với dàn karaoke 30m² mang lại chất âm mạnh mẽ sôi động sẽ có giá cụ thể như sau: 1. Đầu Cara M14TB có giá 12.400.000 đồng, 2. Amply BF Audio 9900A Pro có giá 9.800.000 đồng, 3. Là loa BIK BGS768 có giá là 9.900.000 đồng, 4. Loa Bose 502A có giá 4.200.000 đồng, 5. Loa Super Bose 1200 có giá 2.900.000 đồng,
và micro Bose QM 9900A có giá là 3.900.000 đồng, tổng cộng là 43.100.000 đồng. Nhưng tin vui cho những ai mua một trong hai dàn karaoke này sẽ được giảm giá cực mạnh chỉ với 39.900.000 đồng mà thôi. Nhanh chân lên đi ạ, bởi vì số lượng có hạn mà bạn còn được nhận những phần quà hấp dẫn từ Vida nữa. Đừng quên đón xem những video mới nhất của Vida để cập nhật những dàn karaoke chuyên nghiệp mới nhất và giá tốt nhất nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.